Copa America 2019, đội chủ nhà của World Cup 2022. Qatar sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn mang tên Colombia ở lượt trận thứ 2 bảng B. Đội hình dự kiến. Nhận định chung, Colombia đang cảm thấy tự tin trước khi bước vào trận đấu thứ 2 bảng Copa America 2019 sau chiến thắng trước Argentina. Giờ đây, Colombia có cơ hội rất lớn để trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết. Nhưng để làm được điều đó, họ cần đánh bại đối thủ tiếp theo là Qatar, nhà vô địch châu Á 2019. Qatar tham dự Copa America 2019 với tư cách là khách mới cùng với Nhật Bản theo truyền thống của giải đấu Nam Mỹ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để Qatar cọ sát với nền bóng đá Nam Mỹ và xây dựng sự tự tin của đội bóng trước thềm World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà. Qatar đã có một khởi đầu tốt tại Brazil khi cầm hòa Paraguay dù bị dẫn trước tới 2 bàn. Và dù bị đánh giá thấp hơn nhưng huấn luyện viên Felix Sanchez vẫn hy vọng sẽ đạt được kết quả tương tự hoặc thậm chí tốt hơn trước Colombia. Thống kê xung quanh hai đội, Colombia và Qatar sẽ đối đầu với nhau lần đầu tiên trong lịch sử của họ. Colombia chỉ thua một trận trong 10 trận gần nhất. Colombia mới chỉ một lần vô địch Copa America trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên Qatar tham dự Copa.